tận lương tâm. Tác giả nhà văn Lê Nguyệt. Tập 2. Bà Tám mừng rỡ, sự vui mừng của bà làm cho bà an tâm phần nào. Trời ơi, đúng vậy là may mắn quá rồi, dì với má con là bạn thân từ nhỏ. Lúc đám cưới bà má của con, dì cũng có đi, sau đó cả nhà dì dời lên Đà Lạt sống, mua miếng vườn ở đây để làm của thôi, chứ không có tính đến kinh tế. Lúc dì về quê, bán hết đất đai gom về đây, thì má con thôi nôi con đó, cái tên con ấn tượng quá. Nên hôm qua nghe thằng nhỏ nói dì nghi rồi, bây giờ biết vậy dì mừng lắm. Thôi, có chuyện gì kể cho dì nghe đi. Ở đây có dì cháu, coi như là dì sẽ bảo bọc cho vợ chồng con. Bạc trong bụng vừa mừng vừa đề phòng. Dì nói vậy thì con cũng không có gì để giấu nữa. Thật ra do con làm ăn thất bại, phải bán miếng đất cha má cho để trả nợ vẫn chưa có đủ. Cha má con buồn lắm, con cũng mắc cỡ không có dám ở dưới nữa, nên đi tìm cách làm ăn về trả nợ giúp cho người ta. Vậy làm ăn mà con, khi thắng khi thua cũng là chuyện bình thường. Quan trọng là mình phải cố gắng phấn đấu tiếp tục. Hai vợ chồng còn trẻ mà, thiếu gì cơ hội làm lại cuộc đời. Thôi, dì biết rõ hoàn cảnh của con rồi, con cũng yên tâm đi, dì sẽ che chở cho. Vẫn còn nợ người ta nên phải lánh mặt, phải không? Bà cúi đầu giờ như xấu hổ. Dạ, nhiều không? Dạ, cũng không có nhiều lắm, nhưng ngoài sức của tụi con rồi. Nói đi, nếu được dì giúp cho trả, dì cũng muốn gặp lại má của con. Bạc khoát tay. Không được đâu dì, dì lớn tuổi rồi, tiền bạc phải để thủ thân chứ. Vợ chồng con còn trẻ, từ từ làm dành dụm trả cho người ta. Nợ mòn con lớn không có sao đâu dì à. Hiện bây giờ cha má con đang giận lắm, con chưa có dám gặp mặt đâu. Từ từ rồi con sẽ liên lạc với má con, mời lên đây chơi một lần để gặp dì, nghe dì. Ừ, vậy cũng được. Bay biết nghĩ vậy cũng không phải là người xấu. Dì nói với vợ con, đừng có lui tới với hai mẹ con mua trà thường xuyên nghe không. Hai đứa đó chồng con đâu không biết, dẫn nhau về đây mướn miếng đồi trà cả mẫu của Gia Khánh, em thằng Gia Bảo. Gia Khánh mua đất để đó, nhờ anh nó khai thác vì bận chuyện mần ăn ở Sài Gòn. Gia Bảo đất nhiều quá, phải cho người ta mướn bớt. Hai con đó chân ướt chân ráo vô mướn, không có nhân công, Gia Bảo cho mượn. Rồi coi cái mồi muốn lôi kéo người ta không có cho qua hái bên Gia Bảo nữa. Hồi đó còn mướn đất của thằng Khánh nên còn nể nang. Bây giờ tự mua được miếng đất khác rồi, nên chẳng có coi người ta ra cái gì hết đó. Ôi, cái quần đó, bay ở đâu lâu ngày rồi biết à. Cái miệng lăng xăng lít xích, nhưng bụng dạ hẹp hòi, giúp đỡ ai một đồng đi kể cả làng cả xóm đều biết hết. Miệng lưỡi ngọt ngào, lòng dạ rắn rít, tốt nhất nên tránh xa đó con. Bà Tám nói gì bà cũng dạ, nhưng trong lòng của anh ta đã vạch ra một kế hoạch khác. Trước mắt là phải lấy lòng hai bà già, nhất là bà Tám này, bởi vì bà có tình bạn cố tri với má của anh ta. Phải lợi dụng tình cảm này để được yên thân một thời gian, rồi tùy cơ ứng biến. Bắt đầu từ mai, bà sẽ kêu vợ đặc biệt hiếu thảo với bà để chiếm trọn lòng tin, và hai đứa con anh phải kêu bà là bà nội. Chắc chắn bà ta sẽ cười híp mắt vì sung sướng, và sẽ không đề phòng anh. Còn hai mẹ con bà mới nói thì nhầm nhò gì với anh chứ. Bất quá cũng chỉ là những con mụ lắm chuyện. Mà nếu đúng là phường lắm chuyện thì không bao giờ có cái nhìn sâu sắc về mọi vấn đề. Bạc yên tâm lắm rồi, không ngần ngại nói những lời có cánh để nịnh hót. Dạ, yên tâm đi má Tám à. Vợ con nó cũng ít lời. Từ nay con có má Tám và má Năm rồi, tụi con cũng đỡ cô đơn. Vợ chồng con sẽ cố gắng làm cho hai má vui, không có để cho hai má phải thất vọng đâu.
Bà Tám cười chúm chím, tỏ vẻ hài lòng. Bà thấy hình như cơ hội đổi đời của anh đang nắm trong tay. Bạc về, lành dọn cơm ra bàn. Anh ta nhìn qua vợ rồi dặn dò hai đứa con. Từ nay, Trung và Quân nhớ kêu bà Năm ở nhà mình là bà ngoại. Bà Tám ở kế bên là bà nội, nghe chưa? Còn vợ chồng mình thì kêu má Năm, má Tám. Lành chưa kịp hỏi thì thằng Quân đã hỏi trước. Sao kỳ vậy ba? Mình có bà nội, bà ngoại rồi mà. Vì bà Tám là bạn thân của bà nội con, bạn của nội thì kêu bằng nội cũng không có sao. Vậy sao kêu bằng bà ngoại nữa? Không lẽ kêu hai bà nội, mệt quá à, dặn sao làm vậy đi, hỏi lung tung lang tang. Từ nay phải ngoan ngoãn, ba mẹ không có ở nhà thì nghe lời bà nội bà ngoại, biết chưa? Biết rồi. Giỏi, ăn cơm đi. Lành thắc mắc chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng trước mặt con không có tiện hỏi. Chờ cho hai đứa nhỏ xong bữa cơm bỏ đũa đứng dậy ra ngoài chơi, chị cũng đã ăn xong hai chén cơm, nhưng Bạc vẫn còn ăn. Anh ta ăn mạnh lắm. 10 chén cơm là chuyện bình thường. Đôi khi Lành cũng không hiểu, bụng anh cũng thon gọn, sao lại có sức chứa ghê gớm như vậy. Nhưng cũng phải công nhận là anh ăn nhiều nên rất là mạnh. Chỉ một cú đập chai thôi mà đã làm cho dở sọ một thanh niên đang lúc thanh xuân. Có chuyện gì hả ông? Bạc vừa ăn vừa kể cho vợ nghe anh và bà Tám đã nói chuyện gì. Tất nhiên giấu biệt ý đồ của mình. Lành cũng khấp khởi mừng thầm. Vậy là từ nay, gia đình nhỏ của chị xem như đã có lá bùa hộ mệnh vì qua lời chị Tư. Lành biết tiếng nói của hai bà rất có trọng lượng ở địa phương này. Khuya hôm đó, căn dặn hai đứa con sáng dậy tự bới cơm ăn. Vợ chồng Bạc theo bà Năm lên đồi trà của bà để hái. Bà Năm thuê đến 12 nhân công để hái trong 3 ngày. Lành hái trà, còn Bạc được bà kêu xuống chỗ nhận trà mà công nhân đã hái xong đổ ra từ gùi của họ. Anh chỉ việc vô bao cẩn thận, tránh để đọt trà dập quá nhiều. Bà Năm nói, ở đây thì nhà ai cũng có đồi trà, chỉ là ít hay nhiều thôi. Nhưng không phải trà nào cũng như trà nào. Có đồi trà tốt ra trà ngon, có đồi trà cũng dở. Thành phẩm rồi cho ra nước, không có được đẹp và mùi vị cũng khách xa nhau. Hồi trước chỉ có hai con Lý và Nhâm thu mua, nó trộn hầm bà lằng vô nên không có phân biệt được. Bây giờ có anh em thằng Gia Bảo sấy ép đóng gói tại chỗ nên nó phân loại ra hết. Mua cũng tùy theo trà. Nhờ vậy mà dân ở đây sống được, vì ai cũng bỏ công chăm chút vườn mình để chẳng có thua kém người ta đó. Ở đây có hai chỗ thu mua hả má? Vậy má bán cho chỗ nào? Bà Năm gật đầu, kéo ghế ngồi xuống chuẩn bị cho cuộc nói chuyện lâu dài. Bạc vừa vô bao vừa lắng nghe. Chuyện gì cũng có đầu có đuôi. Cha má của anh em Gia Bảo là người gốc gác ở Bảo Lộc. Hồi đất đai rẻ, chỗ này cũng chưa có ai trồng trà nhiều. Anh em tụi nó mới mua mấy mẫu để đó, rồi cho người ta mướn trồng này trồng cái nọ. Sau đó, nó mới hướng dẫn người ta trồng trà, cà phê. Cái thằng có lương tâm, sợ bà con không có chỗ tiêu thụ, nên lập ra một chỗ thu mua lá trà, cà phê hột. Nhưng anh em tụi nó công chuyện đăng đăng đê đê, đâu có thời gian ở đây được. Và cả gia đình nó đã chuyển lên Sài Gòn hết rồi. Lúc đó con Nhâm và con Lý đâu ở Sài Gòn lên giúp việc cho nó. Vợ chồng nó tin tưởng nên giao lại cái chỗ thu mua cho hai đứa nó coi giùm luôn. Ban đầu thấy cũng được, cũng sổ sách rõ ràng. Sau từ từ mua ép giá nhà vườn, người ta biết nhưng do nể mặt, với lại chẳng có bao nhiêu mà đem lên tuốt Bảo Lộc bán cũng mắc công, nên bán đùa bán đại cho nó. Mà cái đám đó cũng ngộ lắm nghen. Mấy đứa nghèo nghèo hay lại mượn tiền trước thì nó ngọt như đường phèn, nhưng khinh người ta ra mặt. Còn mấy hộ giàu thì nịnh bợ để dụ bán cho nó. Ít thì thôi, chứ nhiều người ta cũng kêu xe tải đến chỗ khác thôi. Vậy là tụi nó coi người ta như kẻ thù. Sau này nó mua được miếng đất không còn lệ thuộc Gia Bảo nữa, nên ta nói nó chảnh hết biết chảnh luôn à. Dưới quyền nó có mấy con nhỏ giúp việc. Mấy con nhỏ đó mới ghê lắm. Nhiều chuyện hết chỗ luôn á.
Có điều đám đó coi bộ có tiền, mang tiếng là giúp việc chứ hình như không có nhận lương mà còn bỏ tiền ra cho hai con kia làm vốn bán tùm lum đó chứ. Hồi mua miếng đất xong còn đồng bạc nào đâu. Lệ thuộc tiền bạc của đám quỷ đó nên biết cũng bởi vì chúng nó mới mất mối mà có dám ọ ẹ cái gì đâu. Nhưng bắt đầu từ khi thằng Gia Bảo về hưu, nó trở lên đây thu mua lá trà vì đó là công việc tự nó nghĩ ra để giúp bà con mà. Những chủ vườn cũ quay về với Gia Bảo làm hai con Nhâm và con Lý nó sốt gió lên, dùng đủ thứ tình cảm để mua chuộc nên nó cũng có lượng khách ngang ngửa với thằng Bảo. Thì chuyện ai nấy làm là ổn rồi. Cái đám quỷ dương đó nó theo nịnh bợ, thấy ai bán cho thằng Bảo cũng kiếm chuyện chửi con người ta. Đàn lôi kéo, đàn thì chửi bới. Người ta nể là nể con Nhâm con Lý, chứ cái đám A mũi A mồng đó ai thèm quan tâm. Nó chỉ giỏi ăn hiếp người nghèo thôi. Có cái chuyện này mới tức cười nè. Vợ chồng thằng Hà có đồi trà ngon nhất cái vùng này. Trà của nó đọt dài, non mướt mà mùi vị cũng đặc biệt. Những tay thích uống trà đọt xanh chưa có qua chế biến hay đến chỗ của nó mua để về uống chơi hoặc biếu tặng bạn bè. Vợ chồng của nó cũng giỏi lắm, canh tác đồi trà lúc nào cũng thu hoạch khá hơn những đồi khác. Tội cái có thằng chồng bị bệnh nặng phải nằm viện một thời gian dài, còn vợ bỏ công bỏ chuyện đi nuôi nên vườn trà thất bát. Khi thằng Hà hơi khỏe lại thì hết trơn vốn liếng để gầy lại vườn trà. Bà con ở đây thương mới giúp cho nó, nhưng tụi nó sĩ diện lắm. Con A Mộng nó thấy vậy coi bộ tiếc, bèn kêu gọi vài người giúp cho thằng Hà một mớ. Nó bỏ tiền ra ủng hộ trước, vốn là người ta cũng đã định giúp cho vợ chồng nó rồi, nên có vài người nghe theo nó, gom chút ít giúp. Vợ thằng Hà cảm động hết biết, coi con A Mộng như người ơn. Bà con ở đây nghe chuyện, mặc dù không có ai ưa cái đám đó, nhưng người ta thương là thương vợ chồng thằng Hà kìa, nên mới quyên góp người một chút, giúp cho nó qua cơn khốn khó để cải tạo lại đồi trà. 10 phần bà con giúp hết 9. Tụi nó chỉ có 1 và 2 con Nhâm, con Lý có giúp được đồng bạc nào đâu. Vậy mà 1-2 kể ơn, rồi buộc thằng nhỏ phải bán trà cho chúng. Thì nó bán chứ có kêu ca cái gì đâu. Có một bận thằng Hà hái ít trà đọt đem biếu cho Gia Khánh, vì vợ thằng Hà và Gia Khánh là bạn bè thân thiết hồi giờ. Lại là người đầu tiên chỉ dẫn vợ chồng nó trồng và chăm sóc đồi trà. Thằng Hà không có cà phê, chỉ chuyên về trà thôi, nên toàn tâm toàn ý đổ bao sức lực vô đồi trà. Gia Khánh thấy trà nó vừa đẹp lại vừa ngon, nên có ý muốn giúp đỡ, đưa lên giới thiệu ở trên Bảo Lộc để chế biến thành trà đặc sản. Như vậy giá thành mới cao. Nghe phong phanh vậy là cả đám A Thần Phù chửi người ta là đồ vô ơn bạc nghĩa, chứ không có chỗ nào cho thằng nhỏ xen vô một câu giải thích nữa mà. Bà Năm ngừng nói. Khi thấy bà Tám lơn tơn đi lại, bà Tám ngó qua bạc tủm tỉm cười rồi hỏi: "Đợt này á khá hôn chị Năm?" "Cũng đỡ chị. Đi đâu ngang đây vậy?" "Ở nhà buồn tà tà ra chơi thôi." Bà Năm kéo ghế mời bà Tám ngồi. "Tôi đương kể cho thằng Bạc đó nghe chuyện của đám A Mộng A Mũi đây nè." Bà Tám ngồi xuống ghế trề môi lắc đầu. "Cái đám đó nói 3 tháng cũng không hết chuyện đâu." "Bởi vậy ta nói bắt đầu từ cái lúc mà anh em Gia Bảo mở ra cái xưởng xay xác, ướp hương liệu rồi thành phẩm cà phê và trà là bắt đầu có đủ thứ chuyện à. Tội nghiệp cho những đứa trước giờ bán trà cà phê hột cho nó. Mới rục rịch thì nó chửi tắt bếp luôn. Mà hả, chửi đứa nào thì mất đứa đó, vì họ bỏ qua Gia Bảo hết. Con nghĩ coi, Gia Bảo rất có lương tâm nghề nghiệp. Nó trọng những đồi trà ngon, thu mua giá cao. Cà phê cũng vậy. Nhưng không có ép giá đồi dở như đám kia, mà còn chỉ cho họ cách cải tạo và chăm sóc mảnh vườn của mình. Đó là những người có học thức mà. Nói chuyện khoa học kỹ thuật đàng hoàng, còn theo chân đến đồi để khảo sát. Từ từ rồi đồi trà, đồi cà phê nào chất lượng cũng tăng vọt và giá cả cũng tăng theo. Nó thu mua vô tư và nhà vườn muốn bán cho ai thì bán, không có bao giờ tranh giành. Phong cách như vậy nên người ta ùn ùn đổ về. Khi mình bán ra mà cũng nhìn được thành quả của mình thì bay nghĩ coi ai mà không muốn.
Nhưng cái đám đó bây giờ rách diệt rồi. Thay vì điều đình với Gia Bảo để trà cà phê chúng thu mua cũng được. Gia Bảo chế biến thì đằng này cứ nắm mỏ vô chửi à. Con Nhâm, con Lý, con Mộng, con Mũi nó chửi. Đám cóc ké không biết gì cũng hùa theo chửi y chang như chó hùa vậy đó. Bà Năm cười hì hì. Có một con nhỏ, nhỏ tuổi hơn tụi nó ở trong cái quán đó đó. Nó được lòng khách hàng nhất. Thấy chúng ăn ở không, cứ chửi người này người kia mới góp ý. Mèn ơi, vậy là chúng nó quay mũi dùi qua chĩa vô nó. Nó ghét nghỉ bán quán luôn à. Trước khi đi, nó cũng góp ý thẳng với Nhâm và Lý. Cứ cái đà này, họ sẽ không có còn mua được bất kỳ một loại trà cà phê tốt đâu. Dù nhất là cái vụ chị Tám nè, kêu chị kể cho nghe. Thôi, chị kể luôn đi. Ở đây chị Tám là người có nhiều trà và cà phê nhất. Chị bán điều cho hai bên, mặc dù bên Gia Bảo giá cao và lịch sự hơn. Cái đám con Nhâm con Lý quan trọng và sợ chị lắm. Vì nếu như chị bán hết cho bên thằng Bảo thì coi như nó dẹp luôn cái nghề này, chứ còn mua bán với ai. Vì hễ chị bỏ đi thì sẽ có nhiều người đi theo. Vừa rồi cái vụ của thằng Hà, chị có lên tiếng. Vì thấy thằng nhỏ mới vừa bớt bệnh chưa có khỏi mà chúng hùa chửi con người ta những điều khó nghe. Vậy là con A Mộng nó nổi xung thiên, cự lại và chửi chỉ mới ghê chứ. Hậu quả là nó phải nghỉ việc, vì suy cho cùng nó cũng chẳng làm được cái tích sự gì. Chị Tám là người đức cao trọng vọng nên chúng không có dám đụng. Ghét chỉ, chúng cứ nhầm vô thằng Hà mà chửi miết à. Thằng Hà nhịn vì sợ ảnh hưởng tới chị Tám. Nhưng nghĩ ra thì tụi nó cũng ngu. Trước sau gì Hà cũng bán trà cho Gia Bảo, vì bây giờ nó không có thèm lui tới quán của tụi nó nữa, cứ để tụi nó chửi cho đã cái miệng. Bà Tám cũng cười và nói, ôi thôi, nó chửi hoài à, như cái ngửa mặt lên trời phun nước miếng vậy thôi. Có trúng ai đâu lại rơi ngay vào mặt của mình đó. Nó chưa có từng nghe câu đàn bà khôn kiếm tiền chứ không có kiếm chuyện mà. Bà ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Do hai con chủ thôi, quá dễ dãi, quá dung túng, quá hời hợt mà, quá ngu ngốc, nên dùng những con đó như một công cụ chửi mà không có nghĩ chính vì vậy đã làm cho khách hàng xa lánh. Dẹp cái chỗ mua bán bây giờ luôn. Hiện nay rảnh lắm, cứ bơi móc chuyện cũ của người ta ra mà xỉa xói à. Nói cho con biết để về nói với vợ, đừng có lui tới, đừng có dính líu tới cái bọn đó để tránh rắc rối vậy sao. Bà cười vẫn cắm cúi cho trà vào bao trả lời. Lo gì má ơi, tụi con không có miếng đất cắm dùi, trà ở đâu mà bán, họ không có quan tâm con đâu. Ai, đừng có nghĩ vậy chứ, biết đâu sau này tao với bà Năm nhờ vợ chồng bay canh tác giùm mấy đồ trà thì sao. Thì vợ chồng bay là đích ngắm của bọn nó đó, bây giờ đừng có qua lại, sau này dễ hơn. Bạc cụp một con mắt đang sáng rực xuống để che giấu sự mừng rỡ khi nghe bà Tám dứt lời. Trong đầu của anh ta đang vạch ra một kế hoạch để nhanh chóng thực hiện điều bà Tám vừa mới nói. Từ lúc đó, hai bà nói cái gì bà không còn nghe rõ nữa. Nhưng anh ta cũng thầm phục bà Tám có những câu nói rất là độc đáo. Chúa hò chó hùa, ngửa mặt lên trời phun nước miếng. Đàn bà khôn kiếm tiền chứ không kiếm chuyện. Dẫu sao, anh ta cũng còn phải học hỏi bà một thời gian để chiếm trọn lòng tin, bởi vì rõ ràng bà không có phải là người đơn giản. Tối tới, Bạc kể tất cả những điều hai bà má nói cho lành nghe. Xong hắn kết luận. Trên đời có nhiều hạng người, tính ra tôi cũng đâu có phải là người xấu hả bà? Tôi không có làm hại ai trừ khi họ đụng tới tôi. Tôi không có nói xấu chỉ trích ai cả. Trong đời chỉ sai lầm một lần là lỡ tay đập chết thằng Sung. Tôi cũng đã bị trả báo phải bỏ xứ rồi. Bởi vậy bà đừng có nhìn tôi bằng cặp mắt ác cảm đó nữa. Tôi thương bà, thương con. Chắc bà biết mà, đúng không? Lành im lặng. Lần đầu tiên sau biến cố xảy ra, chị thấy anh nói đúng và chị cũng đồng tình. Từ hôm đó, Lành luôn đồng tình với chồng đến nỗi trở thành một kẻ khẩu Phật tâm xà lúc nào không hay. Hôm nay, bà Năm hái trà ngày thứ hai.
Ngày hôm qua sau khi bạc đã đóng bao xong, Gia Bảo cho xe tải lại chở. Bà Năm theo xe đến chỗ để cân và nhận tiền. Một ngày 12 con thợ hái, được tất cả là 240 kg. Trung bình mỗi người hái được 20 kg. Mỗi ký vào thời điểm đó là 6.000. Công thợ được trả mỗi ngày là 20.000. Sáng sớm, bạc nói với bà Năm và bà Tám. Con thấy vậy nè hai má. Ở đây theo cái thói quen, người ta đi hái trà sớm quá. Mới 3-4 giờ sáng đã lên đồi rồi. Chỉ bằng bây giờ má giãn thời gian ra, chừng 5 giờ là hái được. Đến 9 giờ là xong một ngày, nếu má tính trả tiền công ngày. Sau đó, ai muốn hái tiếp tục đến 1 giờ chiều, thì mình cho mỗi người một ổ bánh mì và nước đá đem theo sẵn một thùng cho thợ uống. Vừa ăn vừa nghỉ ngơi xong hái tiếp, mình tính công 2 ngày. Còn thấy vậy họ khoái hơn à má. Chứ mới 8 giờ sáng về cũng ở không chứ có gì đâu. Mình tiết kiệm thời gian cho mình cũng cho mọi người nữa. Bà Tám gương mặt nở ra. Không phải vì nghe ý kiến của bà hay, mà bà mừng vì nó cũng lo cho việc trà bọng của hai bà. Bà cười hớn hở. Không phải tao chưa có nghĩ tới cái chuyện này, nhưng cái lệ rồi nên khó thay đổi. Hôm nay tao ngó cũng thấy trả tiền công ngày cho đám thợ cũng chưa công bằng, vì có đứa nhanh đứa chậm, đứa nhanh hái nhiều hơn đứa chậm dữ lắm. Tao định trả tiền sản phẩm tùy theo giá trà. Ví dụ như hiện nay trà 6.000 một ký thì trả cho người hái một ký 1.000. 1.000 là giá chót. Nếu trà lên giá thì sẽ trả thêm. Hái đến 10 giờ có đứa bạc trăm chứ không chơi. Như vậy còn khuyến khích họ nhanh tay lẹ chân nữa. Chứ bây giờ thì giỏi lắm cũng 20.000 mà đứa lẹ phải gồng cho đứa chậm. Bay nghĩ coi có phải không? Bạc gật đầu thất vọng trong lòng. Thì ra bà ta lúc nào cũng nghĩ trước mình một bước. Nguy hiểm quá, phải đề phòng người đàn bà này. Nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt bạc vẫn thân thớt nói cười. Má tính vậy con thấy hay quá. Kết hợp với ý con với ý má, mình rút ngắn được thời gian lao động mà cũng giúp cho bà con nhiều tiền. Thay vì hái 5 ngày, mình hái 2 ngày là xong. Thời gian còn lại họ đi hái cho chủ trà khác, còn mình thì lo bỏ phân tưới nước cho đồi trà chờ đợt lá sau. Ừ, vậy đi. Chị Năm hôm nay phổ biến cái tin này nghe, cho tụi nó ráng hái nhiệt tình. Thằng Bạc, mày đem cái cân 60 kg theo để cân cho tụi nó, kêu con vợ về làm sổ sách tính tiền công, rồi bà Năm trả cho. Vợ chồng bay thì tụi tao cũng tính không có để thiệt thòi đâu. Trời ơi, má lo cho người ta đi, tụi con trong nhà có tính toán gì với hai má đâu, giúp được gì con sẵn sàng, còn mừng không kịp nữa. Bà Năm vui ra mặt. À, ở đâu xui khiến hai bà già mình có thằng con này thiệt là phúc đức à. Bạc một thoáng chạnh lòng khi nghe câu nói này của bà Năm và tia nhìn đầy sự thương yêu tin tưởng của bà Tám. Anh ta chợt thấy trái tim như thắt lại. Trong một buổi hừng sáng, trời còn mù sương, da thịt lạnh ngắt co ro trong cái áo ấm. Bạc tự nhủ hay là thôi đi, toàn tâm toàn ý với hai bà má này, chắc cái ăn cái ở của vợ chồng con cái sẽ cùng yên ổn. Cuộc sống càng phức tạp, càng bon chen tranh giành, càng đưa mình đến ngõ cụt lúc nào không hay, như anh ta đã từng vì miếng ăn mà vô tình sát hại một mạng người. Lành được gọi xuống cân trà cho công thợ, bà Tám lăn xăng đi mua 17 ổ bánh mì thịt, ghé ngang nhà đưa cho hai đứa con của Lành mỗi đứa một ổ, xong đem lại chỗ Lành đang cân trà. Được thông báo mới, ai nấy đều vui vẻ phấn khởi, nhanh tay hơn mọi khi. Cho đến 9 giờ, tất cả dừng tay ăn tạm ổ bánh mì, uống vài ly nước rồi hái tiếp cho đến 1 giờ trưa, thì xong mấy đồi trà của bà Năm. Lành tính sổ cho bà Năm trả tiền, có người được cả 100.000 bằng 5 ngày làm bình thường của mình. Hôm đó, bạc đóng bao mệt đừ, Lành phải phụ chồng. Cả nhà họ ăn cơm bên bà Năm, hai má vui mừng không kể xiết. Bạc tiện tay mang về một nhánh trà, ai đó đã cắt phạm đến 4 lá, trong đó có 2 lá không phải đọt dù còn rất non. Bạc nấu ấm nước sôi, bỏ đọt trà vào 1 ly, 2 lá vào 1 ly, dùng đĩa đậy kín hãm lại mùi trà. Anh ta chưa từng uống trà kiểu này bao giờ, nhưng nghe nói cũng làm thử.
nhấp một ngụm nhỏ ở ly thứ nhất, vị đắng chát trong miệng. Bạc ngậm một chút thưởng thức rồi chậm chậm nuốt. Anh chép miệng, rõ ràng cái mà Bạc cảm nhận cuối cùng là hậu rất thơm, ngọt của trà. Anh ngồi im một lát, rồi bắt đầu thưởng thức ly thứ hai. Bạc sảng khoái xác định, cả hai ly y chang nhau, có nghĩa là thay vì chỉ hái đọt thôi, bây giờ có thể cắt thêm hai lá nữa, với điều kiện là phải non mướt. Hái thêm hai lá thì không thể ngắt bằng tay được nữa, mà phải dùng kéo bấm hoặc lưỡi hái. Chủ trà có thêm thu hoạch, mà nhân công cũng có sổ ký. Bạc vui mừng với phát hiện này, vội vã ba chân bốn cẳng chạy qua chỗ thu trà của bà Năm. Lúc đó bà đang chờ Gia Bảo cho xe đến chở. Đội trà của bà Tám cũng gần đó. Bạc đi lên ngắt vội ba nhánh như dự định rồi đến bên bà Năm. Má, con mới nghiệm ra một chuyện. Má cho con đi theo gặp anh Gia Bảo với. Có chuyện chi hả con? Bạc kể cho bà nghe phát hiện của mình. Bà chăm chú lắng nghe rồi mạnh dạn. Vậy bữa nay bay đi thấy má đi. Số ký vợ bay cũng đã cộng hết rồi. Nhưng lên đó cũng nên để nó cân lại. Sơ xuất một chút đỉnh cũng không có sao. Lên đó muốn nói gì với nó thì nói. Thằng đó cũng biết lắng nghe lắm đó. Bạc vui mừng. Hy vọng là ý kiến của mình sẽ được Gia Bảo chấp nhận. Gia Bảo tiếp Bạc ân cần. Và khi biết anh là con bạn thân của bà Tám thì rất trọng vọng. Đó là người đàn ông dong dỏng cao, tác phong nhanh nhẹn, thoạt nhìn đánh giá đúng là một người trí thức. Bạc có chút e dè khi đối diện. Gia Bảo châm nước vô bình thủy, bưng nguyên cái khay bộ tách chuyên dùng trà ra đặt ở trên bàn. Làm bình trà quạo anh Ngầu. Trà này có gì năm tôi sấy, để hương liệu vô rồi nhưng chưa có đóng gói thành phẩm thôi. Uống thử trà nhà coi sao hen. Gia Bảo cho một muỗng trà vào bình, châm nước sôi vào phần ba bình rồi chắc nước ra để tráng hai cái tách nhỏ. Sau đó châm nửa bình nước, ngồi xuống đợi cho trà ngấm. Anh nhìn Bạc. Anh ở đâu tới đây vậy? Dạ, ở Bến Tre anh à. Hôm rồi có người quen giới thiệu, trên đây có chỗ anh đang thuê người, cho nên vợ chồng của tôi đùm túm lên định xin vô làm công. Nhưng lúc đó nhà anh đang có chuyện nên buổi đầu bơ vơ. Rất may gặp được dì Năm cho ở nhờ, từ đó mới nhận ra dì Tám là bạn của má tôi. Ờ ha, chuyện đó tôi cũng bị quần hết mấy ngày, cuối cùng cho hết cái băng nhóm đó nghỉ việc. Ở đây là chỗ mần ăn, không có chấp nhận ai tới gây rối đâu. Gia Bảo từ tốn rót trà vào tách, đẩy về phía của Bạc. Uống thử đi anh Ngô. Tôi thì cũng không có gu thưởng thức trà. Ở dưới quê miệng có trà tiếp khách là tốt rồi. Đi chợ mua một gói ba chữ A hoặc trà con khỉ về uống là xong. Không ai chê khen gì ráo trọi á. Thường là vậy thôi. Nhưng mình ở xứ trà thì cũng phải biết thưởng thức chứ anh. Tôi có thể nhấp một ngụm là biết trà và cà phê của đồi nào liền hả? Nghề dạy nghề đó. Bạc lấy ra ba nhánh trà của bà Tám hồi nãy vừa mới hái đưa cho Gia Bảo. Đâu anh coi, pha thử trà đọt riêng và hai cái lá kế bên xem mùi vị có khác nhau hay không. Gia Bảo cầm nhánh trà lên ngắm nghía, xong anh ngắt một đọt trà bỏ vào tách, chế nước sôi rồi dùng đĩa đựng tách hãm lại. Anh cũng dò cho dập hai cái lá kế đọt, hãm tương tự, xong rồi nhấp nháp. Điệu bộ có người sành trà, Bạc nhìn thật là sướng con mắt. Ừ, cũng không có khác gì. Trà dì Tám phải không? Hay vậy ta? Tôi nói với anh rồi, tôi biết hết mùi trà, cà phê của từng đồi mà. Nhưng giờ ý của anh muốn nói là cái gì? Bạc khấp khởi mừng thầm. Anh trình bày suy nghĩ của mình cho Gia Bảo nghe. Thay vì chỉ hái đọt, thì bây giờ có thể cắt thêm hai ba lá nữa. Nhà vườn sẽ thu hoạch nhiều hơn mà công thợ có ký lô cũng có thêm tiền. Chỗ thu mua không có thiệt hại gì chất lượng mà thu mua được nhiều hơn. Gia Bảo cười cười lắng nghe Bạc thao thao bất tuyệt, xong kết luận. Lần này anh về bàn với dì Tám làm thí điểm đi, tôi sẽ xấy một mẻ. Nếu như thành công thì từ nay mình sẽ làm theo phương án này. Tôi cũng mong bà con mình thu nhập cao để cải tạo vườn trà cho tốt. Bạc xứng rung, xem như anh ta đã lập công đầu với hai bà má bất đắc dĩ.
Phương án của Bạc được xem là khả thi, dân chúng ở đó coi anh như thần tượng. Càng lúc, Bạc càng thấy mình thông minh quá đỗi. Nhưng cái đám con Nhâm và con Lý thì tức muốn cành hồng. Họ không biết nguyên nhân nào mà bên Gia Bảo thu mua cái kiểu trà kỳ cục vậy. Càng lồng lộn lên khi người ta ùng ùng kéo đến bán cho Gia Bảo. Bên đây thì không thể nào thu mua trà có đến một gang tay, nên cứ nhìn lượng khách bỏ đi một cách tức tối và đau lòng. Sau đó, họ lân la tìm hiểu nguyên nhân. Biết Bạc là đầu dây mối nhợ dẫn đến tình trạng này, nên cố ý muốn mua chuộc. Một hôm sau khi đi giao trà cho bà Tám về ngang quán, Bạc ghé mua vài con khô cá mề tho và một ít trứng. Lý bước ra dồn dã, đó là một người đàn bà còn trẻ, với bộ ngực đồ sộ hấp dẫn, đôi mắt sắc và rất tình tứ. Bên cạnh Lý lúc nào cũng có Nhâm, mụ này chắc là lớn tuổi hơn nhiều, tướng rất đô, cũng đon đả với Bạc, nhưng mắt cứ chăm chăm ngó chừng Lý. Thấy Lý xoắn xít với Bạc, mụ ta có vẻ không hài lòng. Bạc nghĩ, chết mẹ, hay là họ ô môi ta? Lý cười tươi như hoa, nhỏ nhẹ với Bạc. Anh giỏi quá à. Chỉ cần nói vài câu mà Gia Bảo nghe lời răm rắp. Phải chi anh giúp em thì hay quá. Giúp là giúp làm sao? Anh chỉ em cách hái trà, rồi em thu mua lại của nhà vườn. Sau đó anh lấy đem lại bán cho Gia Bảo giùm em, là em mang ơn anh đời đời đó. Trời đất, hái trà thì thợ họ rành hơn tôi. Còn cô thu mua rồi giao lại cho Gia Bảo lấy gì lời? Cô ép giá người ta hả? Bậy bậy à, Gia Bảo mua sao em mua vậy? Huề vốn hay lỗ chút cũng được, miễn không có mất khách là mừng rồi. Giúp em nhan anh, em cũng không có để cho anh bị thiệt thòi gì đâu. Tôi không có hứa cái gì à nghen. Anh khoan hứa cũng được, miễn là anh có suy nghĩ đề nghị của em là em vui rồi. Bạc bỏ về, nói thầm trong bụng. Suy nghĩ con mẹ gì? Trong vòng 2 tháng, Bạc không có đếm xỉa gì tới Nhâm và Lý, thậm chí đi ngang qua anh cũng không có ngó dù. Lúc này, họ cũng không còn mua trà nữa, chỉ còn vài người đã dướng vào nợ nần hay ơn nghĩa gì đó mới bán chút đỉnh cà phê, nhưng họ cũng không có bị rung chuyển mà coi bộ có phần sung túc hơn trước. Quán tạp hóa, nước giải khát được tu sửa thành quán karaoke ca hát tối ngày với lượng khách là những công nhân hái trà từ tứ xứ kéo về. A Mồng cũng trở về phục vụ, đám A Mồng A Mũi tha hồ mà chưng diện và ôi thôi những cái chuyện hết chỗ nói, suốt ngày đon đã chào mời khách tới. Quán karaoke thôi mà, sao lại đông đúc nhộn nhịp như vậy, trong khi ngoài chợ Lộc Thành cũng đầy quán mà coi có vẻ khang trang thoáng mát hơn. Người ra kẻ vào nộp nộp, nhất là về đêm. Cũng bắt đầu cái giai đoạn đó, trộm cắp xảy ra như cơm bữa. Nhà ai sơ sẩy cũng bị mất đồ, thậm chí là mất những cái nồi, những cái thau đang xài. Điều này chưa từng xảy ra ở đây. Một bữa thoáng thấy bóng Bạc từ xa, Nhâm bước ra chặn đường lại, hăm dọa. Nè, tôi nói cho anh biết nghe. Hôm rồi Lý đề nghị anh như vậy, anh không có làm theo thì thôi, chứ không có được phép nói lung tung nghe không? Tôi mà nghe đồn thổi tới tai thì anh đừng có trách à. Nói lung tung cái gì? Nè, tôi là đàn ông nghe, không phải như cái miệng của mấy con mụ ăn không ngồi rồi tối ngày lo chăm chích thiên hạ. Tôi bận lắm, không có rỗi hơi mà nghe mấy người nói chuyện nhảm nhí đâu. Ừ, cứ nhân nhân lên rồi mai mốt hả họng ra khóc à. Bạc quay ngoắt lại. Hăm dọa tôi hả? Tôi thách mấy người đó. Đừng có thấy tôi thân cô thấy cô rồi tưởng về ăn hiếp ngang. Ngon đụng vào thử coi. A Mũi đứng trong nhà, cặp môi đỏ chét, ông ống giọng ra. Mày chờ đó đi thằng chột. Bạc nổi máu côn đồ lên. Từ trước tới bây giờ chưa ai dám kêu anh như vậy. Bạc ráng kìm nén cơn giận, chứ không thôi sẽ sáng cho ả bạc tay không có gãy mấy cái răng mới là lạ. Chột con mẹ mày, tao chờ coi tụi bay làm gì tao. Cẩn thận, coi chừng tao phá banh chành cái quán của mày đó. Ngon thử coi. Đụng tao đi, rồi biết liền à. Người hiền sợ tụi bay, nhưng tao không có sợ, bởi vì tao không có phải là người hiền, biết chưa? Bạc dương dương tự đắc bỏ đi. Nhâm A Mũi đứng lại tức cành hồng. Bà ta quyết định dạy cho thằng chột một bài học. Về phía Bạc, anh ta rất mong cái đám đó đụng tới mình. Và Bạc cũng không cần phải chờ lâu,
Cơ hội để anh ta thực hiện ý đồ đen tối của mình cũng từ sự trả thù của Nhâm Lý đem lại. Một tháng trôi qua, mọi việc đều êm ả, không có gì xáo trộn. Vợ chồng có bạc cũng theo phụ hai bà, không phải đi làm thuê làm mướn cho ai. Cứ xong một đợt hái trà là họ chăm sóc bỏ phân và phun nước đồi trà. Xong việc thì chuyển qua phụ coi sóc hái cà phê hột, phơi rồi đem giao cho Gia Bảo. Phần nào bà Tám giao cho Nhâm Lý thì bà đi giao, nhưng nếu đưa bạc đi thì anh sẽ đem thẳng lại chỗ của Gia Bảo. Sự hiềm khích của Nhâm Lý đối với bạc càng lúc càng gia tăng, nhưng bạc đâu có ngán, mỗi lần đi ngang qua nhà còn nhìn vào, thấy con Nhâm và con Lý hoặc A Mộng A Mũi, anh còn nhướng mắt chọc ghẹo. Bọn họ giận sôi gan chờ dịp trả thù. Lúc này đám Nhâm và Lý kinh doanh quán cà phê coi bộ thịnh dữ lắm. Họ mua cát đá về xây thêm mấy phòng nữa, nhưng mướn thợ xây ở đâu chứ không phải là dân địa phương, và người ta cũng không biết họ xây cái giống gì, bởi những tay đến ca hát vẫn không có phát hiện ra có cái phòng nào mới. Họ bí mật xây cất, làm gây thêm sự tò mò cho mọi người, nhất là bạc. Anh ta âm thầm điều tra để tìm ra nguyên nhân vì sao họ chỉ kinh doanh sơ sài vậy mà nhanh chóng làm giàu quá đỗi. Nhất là khi họ mua một lúc hai chiếc xe Dream 100 phân khối cho hai con nhỏ A Mộng A Mũi chạy ngời ngời suốt cả ngày. Ngay thời điểm đó, nhà nước khuyến mãi lắp đặt điện thoại bàn. Nhà nào có hộ khẩu hoặc KT3 đều có thể lắp được. Chỉ cần trả tiền đường dây, còn máy điện thoại sẽ được cấp miễn phí. Bận đó, vợ chồng bạc được gặp Phát, con trai của bà Năm và Tuấn. Con trai bà Tám về lắp điện thoại cho mẹ để tiện việc liên lạc thăm hỏi. Đó là những con người thành đạt. Bạc nghe nói họ rất giàu có, nhưng phong cách lại bình dị. Biết vợ chồng anh tá túc ở nhà mẹ mình, Phát vui mừng gửi gắm bà cho bạc. Anh cũng nói rõ căn bệnh của mẹ cho vợ chồng bạc nghe để biết cách kề cận. Mấy ngày ở lại Lộc Thành, Phát và Tuấn tổ chức ăn uống linh đình, mời cả bà con lối xóm đến cùng vui. Khi ra về, anh ân cần gửi gắm mẹ cho bạc và mỗi người đều lì xì cho hai thằng nhóc một số tiền. Bạc hết sức ham muốn được như họ, dù anh ta biết rằng ngoại hình mình là không thể nào. Có điện thoại rồi, hai bà má đêm nào cũng nói chuyện với cháu nội, nói thao thao bất tuyệt, coi bộ vui vẻ lắm. Tới tháng đóng tiền điện thoại thì mới té ngửa, chỉ biết nhìn nhau cười, rồi tự hứa với nhau là khi có chuyện cần thiết mới gọi điện, chứ không gọi linh tinh nữa. Lành chạnh lòng, không biết ở dưới mỏ cày có được dịch vụ này chưa. Nếu có, chị sẽ điện thoại về thăm má ruột của mình, xem sau cái vụ chạy trốn của vợ chồng chị, gia đình có bị ảnh hưởng gì không. Bạc thì chẳng có quan tâm gì đến cái chuyện đó. Anh ta chỉ chăm chú vào Nhâm và Lý để tìm kẻ hở của bọn nó. Mối thù dám kêu anh bằng thằng chột thật sự không thể bỏ qua. Cuối cùng thì bạc cũng biết được họ đang làm gì. Đó là việc làm phạm pháp, thầu đề. Thì ra, mỗi ngày A Mộng A Mũi xách xe chạy ngời ngời ở ngoài đường là để gom phơi đề về cho Nhâm và Lý. Sau đó, Lý tổng kết số tiền mỗi con đề. Nếu có số nào quá tải, thì lệnh cho A Mộng A Mũi đi đến thầu khác để chạy bớt. Chúng can điều số tiền cho mỗi con đề, nên thắng là chắc cú. Trung bình mỗi ngày kiếm vào bạc triệu như chơi. Quá sức nói cái bọn này rồi. Ông nắm thóp con rồi nghe con. Để coi, ông làm gì con nghe. Bạc đắc ý, nghĩ bụng như vậy. Hôm sau khi đi giao trà cho bà Tám về, anh ta đụng đỉnh ngang nhà của Nhâm. Thấy Nhâm đứng đó một mình, bạc kiếm chuyện. Chào anh chồng ô môi. Nhâm trừng mắt, mặt đỏ phừng vì giận dữ. Nói cái gì đó thằng khốn nạn. Nói em là đàn bà đẹp vậy mà ô môi thiệt là uổng đó mà. Ô môi ông cố nội mày. Đúng là chửi riết rồi quen cái mỏ mà. Đàn bà mà chẳng có chút dịu dàng. Rồi mai mốt công an nó ụp vô bắt quả tang thầu đề sẽ chửi hay năn nỉ lại lục xin tha. Nhâm quảng kinh, thò lỏ cái mắt ngó bạc, ánh mắt như có tia lửa bắn ra. Mày nói bậy bạ gì à, thằng chó đẻ.
Nè, mày chửi một tiếng nữa là sập tiệm liền tức khắc nghe không? Ngon, chửi tiếng nữa đi. Biến khỏi cái chỗ này đi mày. Được, nhưng anh mày cũng dạy cho mày biết một điều kinh điển đây nè. Muốn người ta đừng biết trừ khi mình đừng có làm. Nhớ thuộc lòng nghe chưa? Bà cười ngất ngưỡng bỏ về trước đôi mắt nhìn theo vừa lo sợ vừa tức tối của con Nhâm. Sáng hôm sau, Bạc vác cái bao phân lên đồi trà để bỏ phân cho bà Tám. Lần này đi, anh ta xách theo khúc tầm dông dài một thước, rất vừa tay và cuộn dây gân để phòng thân. Sự tính toán của Bạc không là dư. Lên tới sườn đồi, chưa kịp đặt bao phân xuống, bỗng xuất hiện ba tên đàn ông lực lưỡng đeo khẩu trang kín mít, chỉ chừa đôi mắt cầm cây và mã tấu lao tới giục túi bụi vào Bạc. Anh nhanh tay đưa bao phân lên đỡ, mã tấu xả một nhát xé hai bao phân. Phân đổ xả xuống. Tiện tay, Bạc hất phần phân còn lại vào mặt hai tên. Chúng bưng mặt tránh ra. Còn lại một tên cầm cây đang nhào tới. Bạc đúng là có sức mạnh của Lê Phụng Hiểu. Quơ ngang khúc tầm dông vào chân hắn. Nghe rắc một tiếng, hắn khuỵu xuống hoàn toàn. Hắn đau đớn hét một tiếng gian rền, rồi im bặt. Có lẽ đã gãy xương chân. Nhanh như chớp, Bạc đột lấy khúc cây hắn vừa mới đánh rơi, hai tay cầm hai cây, hùng hổ tiến tới hai tên kia đang dội mắt lia lịa vì dướng phải phân NPK. Bạc vừa chọi vào đó. Bạc quát lớn. Ai sai tụi bay làm cái chuyện này? Hai gã cầm mã tấu giục bỏ chạy, nhưng vì còn chưa nhìn rõ nên dướng vào những bụi trà. Bạc giáng những cú đánh bằng tầm dông không có thương tiếc lên người bọn chúng. Cú đánh cuối cùng lên tay làm hai gã đàn ông sức lực như trâu phải bỏ vũ khí chạy thục mạng, bỏ luôn đồng đội của mình bị gãy chân nằm giãy giụa trên xiếc. Bạc đắc ý thu gom hung khí, xong tiến tới chỗ có gã đàn ông đang quằn quại vì đau, giật phăng cái miếng vải che mặt của hắn ra. Một bộ mặt lạ quắc, Bạc lắc đầu. Tại sao tụi mày ngu vậy? Tao với mày có thù oán gì đến nỗi phải đánh lén tao như vậy? Họ trả mày bao nhiêu tiền? Bây giờ bị thương tật vậy liệu có lo cho mày không? Rồi gia đình vợ con của mày ai lo đây? Sao ngu mà ngu quá trời vậy? Thôi, mệt à. Lãi nhãi hoài. Tao để cho mày dạy khôn hả? Bây giờ mày muốn làm gì tao thì làm. Đừng có nói nhiều. Giỏi, anh hùng rơm hen. Bây giờ giải mày về công an cho mày nếm mùi tù tội vậy thôi. Có điều, què quạt rồi. Tự lết về chứ tao không có bồng ẩm gì đâu nghe. Nói xong, Bạc dùng dây gân trói hai tay hắn rồi lùa về như người ta lùa trâu. Mặc cho hắn đi đứng khó khăn, Bạc cũng không có chút động lòng. Hắn không có đi được. Bạc la ó ôm trời. Thoáng thấy dưới chân đồi thấp thoáng bóng người, Bạc nhanh trí la lớn. Tao hỏi mày một lần nữa. Ai xúi giục tụi bay đánh lén tao? Mày không nói tên kẻ chủ mưu, cũng phải nói tên hai thằng kia và bọn bay từ đâu tới chứ. Dưới chân đồi, có ba người nghe tiếng Bạc quát tháo bèn chạy lên. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, liền phụ với anh ta áp giải tội phạm đến chính quyền. Lên tới công an xã Lộc Thành, hắn khai là do anh em Gia Bảo xúi giục bọn hắn tấn công Bạc do thù ghét cá nhân. Hỏi hắn Gia Bảo gặp và xúi hắn lúc nào, hắn trả lời cách đây 3 ngày. Công an xác minh 4 ngày trước, đó là Gia Bảo đã đi Sài Gòn 2 hôm sau mới về. Bằng nghiệp vụ của ngành công an, cuối cùng cũng đã điều tra ra được kẻ chủ mưu là Nhâm và Lý. Do sợ Bạc sẽ làm bể ổ thầu đề của mình, nên hai ả đã thuê sát thủ ở xa tới thanh toán Bạc, hòng giết người bịt miệng. Công an kiểm tra nhà của Nhâm và Lý, phát hiện ra một hầm bí mật được xây cất kiên cố ở bên dưới phòng ngủ của họ để làm xào huyệt ghi đề. Vậy là cả đám bị bắt gọn. Khi nhà nhà biết được việc làm phi pháp của Nhâm và Lý thì rất phẫn nộ. Mọi người lý giải được vì sao mấy lúc gần đây xóm làng hay bị mất trộm, cả cà phê trên cây cũng bị hái lén, thì ra là do đám nghiện đánh đề. Bà con hả hê nhìn thấy bọn chúng bị còng tay lên xe công an đem về trại giam. Bắt đầu từ hôm đó, làng xóm bình yên, chủ vườn không còn phân dân lo lắng khi bán thành quả của mình. Không còn nghe tiếng chửi rủa châm chích của đám Nhâm và Lý, và nhà cửa của chúng cũng bị niêm phong. Bạc được xem như một anh hùng, một mình chống lại 3 tên hung dữ. Lành cứ chúm chím ngưỡng mộ chồng,
Thật ra là anh ta ăn nhiều không có uổng cơm. Bà Năm và bà Tám thì sợ run. Cũng may bà không sao mà còn lập được công trạng, chứ nếu có bề gì thì tội nghiệp cho vợ con của nó biết bao. Hai bà không hề biết là do chính Bạc đã tự tìm đến rắc rối cho mình. Mấy hôm sau, tới lúc bỏ phân cho bà Năm, bà đòi đi theo, vì nếu có bà thì bọn chúng ít ra cũng nể mặt, lành can. Thôi má đi làm chi, bọn chúng bị bắt hết rồi còn đâu mà lo. Sợ tụi nó có băng có đảng, nó trả thù phen này trở tay không có kịp chứ chẳng chơi đâu. Nó ở tù hết nên mình đâu biết dịnh vô ai mà nghi ngờ. Má đi thì làm được cái gì, lỡ như có chuyện xảy ra bình của má lại phát nữa thì làm sao đây? Giỡn hoài bay, có gì ta bỏ chạy trước vậy kêu công an lên còng đầu nó chứ. Bà cười kha kha. Má đi lên đồi nổi ha, mà đòi đi theo. Vậy chứ trước vợ không có bay, ai bỏ phân cho trà với cà phê. Yên tâm đi, tao mạnh như súng đạn mà. Lành lại nói, hay má ở nhà để con đi cho. Tao đi. Bạc khấp khởi mừng trong bụng, anh ta giả lả. Má đi thì đi, đi chơi cho vui thôi chứ đố cha thằng nào dám giở trò. Lành lo lắng chen vô. Hay là má rủ má Tám đi với, có gì cũng có má Tám. Bạc nạt ngang. Có cái gì là có cái gì, nói tầm bậy tầm bạ không hả? Lành im lặng, trong lòng cảm thấy bất an. Bà Năm vui vẻ cầm cái thau theo chân Bạc vác bao phân đến đồi trà. Hai người vừa đi vừa nói cười rôm rã. Trong khi bà Năm nghĩ Bạc là món quà trời ban cho mình, thì trong đầu của Bạc đang vạch ra một kế hoạch để thôn tính đồi trà của người mà miệng anh ta lúc nào cũng ngọt ngào với tiếng kêu má má. Lên tới đỉnh đồi, bà Năm ngồi xuống thở dốc. Không nói già cũng không được. Mọi hôm lên đây tao còn hát giọng cổ được mà, giờ thở không ra hơi luôn à. Bà cười cười, thấy cơ hội đã tới, anh ta đứng dậy. Má ngồi nghỉ chút đi, con bỏ phân nghe. Bạc trút bao phân trong bao ra thau, bưng đi bỏ vô từng gốc trà. Bà Năm ngồi chống tay ra sau, ngửa người ra thở. Bạc bỏ chưa được một hàng thì chợt la lên thất thanh. Má! Má! Bà Năm hoảng hồn bật dậy. Gì vậy bay? Rắn! Rắn! Rắn má ơi! Bà Năm nhảy dựng lên, mặt cắt không còn chút máu. Rắn! Rắn! Bà mẹ ơi! Rắn! Bà mẹ ơi! Rắn! 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 Bà vừa nhảy vừa la, được mấy câu rồi ngã lăn dài từ đỉnh đồi xuống dốc. Bạc đứng yên nhìn theo đến khi bà lăn tới sườn đồi nằm im bất động. Hắn bèn phóng như bay xuống la làng. Má! Trời ơi! Có ai không? Có ai không? Hắn bồng bà Năm dịu quạt ở trên tay, phóng như bay chạy về nhà. Mọi người bên hai đường túa ra chạy theo hắn. Lành và bà Tám kinh hoàng. Bà Tám lắp bắp. Chuyện gì? Chuyện gì vậy? Chị Năm sao vậy? Con cũng không biết. Lên tới đồi, má Năm ngồi nghỉ, con chọi phân. Đột nhiên nghe má la lên rắn rắn. Con dí theo kiếm đập nó. Thì má Năm tự trên dốc lăn xuống. Con hết hồn phóng theo, đem má về nhà trước rồi tính sao đây nè. Bà Tám sờ sẫm thân thể bạn già. Mặt của bà Năm tái mét. Bà Tám hô hào mọi người lấy võng khiêng bà Năm lên trạm xá Lộc Thành, rồi tức tốc điện thoại cho Phát, sau đó cũng lên trạm xá ở với bà Năm. Ai cũng lo lắng, chỉ có duy nhất một mình Bạc mong cho bà chỉnh diễn nằm im lặng không nói được. Sống một cuộc đời thực vật, chứ đừng nên chết. Bởi vì nếu như bà chết, thì cái vụ này sẽ không còn đơn giản là tai nạn. Mà nếu như bà tỉnh lại, thì sao? Có sao đâu. Chỉ vì quá lo cho bà nên hắn quên là bà bị liệu, vậy thôi. Bà Tám và Lành ở lại bệnh viện để chăm sóc bà Năm. Hơn 3 tiếng đồng hồ mà bà vẫn chưa có tỉnh lại và còn ở trong phòng cấp cứu, khiến cho mọi người lo lắng. Bạc về nhà ăn cơm và canh chừng hai đứa con, đến xế chiều mới mang cơm ra cho hai người ăn. Nhìn thái độ ung dung bình tĩnh của Bạc, bỗng dưng bà Tám thấy chướng mắt. Bà chậm rãi. Mấy chục năm nay đồi trà xứ này chưa hề có rắn rết gì, sao bỗng nhiên đồi bà Năm lại có rắn là sao ha? Không lẽ cái đám quỷ quái đó cố tình thả rắn để cắn thằng Bạc?
thiệt là ác đức mà. Bạc mừng quýnh chộp lấy cơ hội. Không lẽ tụi nó thù con dữ vậy hả má? Biết đâu được, lòng dạ con người khó dò lắm con ơi. Vì quyền lợi, chuyện gì mà chẳng dám làm. Bạc thấy nhột, cũng may lành chen vô. Chắc không phải đâu má à, tụi nó ở tù hết rồi, đâu còn dây cánh mà trả thù. Chắc má Năm thấy rắn thiệt, hoặc cái gì đó na ná giống rắn nên quản hồn chứ gì. Bà Tám nhìn thẳng vào mặt của Bạc, tia nhìn không có lộ ra điều gì, khiến cho anh ta không có đề phòng. Bày có thấy con rắn đó không? Bạc đắn đo một chút, nói không lỡ bà Năm tỉnh dậy thì sao? Nếu nói thấy, chẳng lẽ mình là nguyên nhân gây ra tai nạn? Tiếng thói lưỡng nan, Bạc trả lời đại. Con có thấy cái gì đâu, nghe má Năm la lên, con định chạy lại đập nó. Nhưng mà má Năm lăn xuống đồi, con phóng theo không kịp nên có dòm ngó gì được đâu má. À, thì ra là vậy. Vậy nói như con vợ bay cũng phải. Hơn 3 tiếng mà bà Năm chưa có tỉnh lại, tao lo quá chừng à. Thằng Phát chắc cũng gần về nhà rồi. Thôi, vợ chồng về nhà đi, để tao ở đây với chỉ được rồi. Đêm nay có thằng Phát tao cũng ở lại. Dạ, hai má thân với nhau như ruột thịt, nay má Năm bị vậy má lo cũng phải. Ừ, thôi bay về đi. Mai con vợ đem đồ ăn sáng vô, còn thằng chồng coi bỏ phân trà cho chỉ ngang. Chứ để trễ cái vụ thì thất bát hết. Thằng Phát về, chuyện của má nó để nó lo, xui rủi chứ không có ai muốn vậy đâu. Bà Tám miệng nói cứng, nhưng đôi mắt đã ngưng ngấn nước. Thiệt tình bà lo lắm. Lo là bà Năm không có tỉnh lại nữa thì làm sao? Không có bà Năm Lâm thì bà Tám Dung ở lại cái xứ này còn ý nghĩa gì nữa? Trong đầu của bà thoáng nghĩ, nếu hai bà cùng về Sài Gòn thì những đồi trà sẽ giao lại cho Bạc. Con trai của bạn thuê để nó canh tác vài năm có tiền về trang trải nợ nần dưới quê, giúp nó cũng như giúp bạn mình. Bởi bà Năm mà được con rước về thành phố rồi á, thì thằng Tuấn con bà cũng sẽ không có để bà ở lại nơi này nữa. Bà với bà Năm cũng nhiều lần tính toán với nhau. Nếu sau này hai bà không còn sức leo lên đồi mà con của hai bà vẫn chưa muốn bán đất thì bà và bà Năm sẽ để lại cho Bạc thuê với giá rẻ. Mặc dù tính như vậy nhưng tuyệt đối không cho vợ chồng Bạc biết, vì lòng tham của con người là không đáy. Không thể đo lường trước được, mà thật sự bà cũng chưa có hiểu rõ về Bạc. Chỉ thấy nó mạnh mẽ, siêng năng, vui vẻ hiếu thảo với bà mà cảm thấy thương thôi. Vợ chồng Bạc để bà Tám ở lại với bạn già của mình, rồi từ giã ra về. Trên đường đi, họ không nói gì với nhau lời nào. Thấy không khí có vẻ nặng nề, và Bạc cũng chẳng biết vì lẽ gì mà Lành lại có thái độ lạnh nhạt như vậy. Anh ta bỗng thấy chột dạ và tự ái, máu sân si nổi lên. Sắp đến nhà, Bạc hằng học hỏi vợ. Thái độ của bà vậy là sao? Lành ngước lên nhìn thẳng vào Bạc, môi miếm chặt một lát rồi nói một câu sắc như dao. Tối nay, sau khi các con đã ngủ, ông phải giải thích cho tôi nghe. Giải thích con mẹ gì? Tất cả. Có điều gì đó khó nói, ông phải nói để tôi liệu bề chống đỡ cho ông. Làm gì mà chống đỡ chứ? Bà mà không tin tôi thì ai tin tôi đây? Tôi mới là người không có tin ông, vì tôi hiểu ông quá xá mà. Tùy ông thôi, nếu ông cứ khư khư ôm giữ bí mật, thì khi xảy ra chuyện, một mình ông ôm hết đi, mẹ con tôi về quê má tôi sống. Nói xong, Lành nhanh chân bước vội vô nhà. Bạc tần ngần đứng lặng người một chút rồi rảo bước đi theo. Tối hôm đó, khi Trung Quân đã cuốn vào chiếc mền hai lớp vải dày cộm, ấm áp say sưa ngủ, thì Lành kéo Bạc ra ngoài chiếc ghế bàn tròn, cả hai ngồi đối diện. Lành hất hàm hỏi. Ông nói tôi nghe coi, chuyện gì đã xảy ra cho bà Năm? Chuyện gì là chuyện gì? Mỗi việc thuật lại cả trăm lần rồi, bà còn thắc mắc cái gì nữa? Không có đơn giản như vậy đâu. Ai cũng nói trước giờ, chưa có đồi trà nào có rắn. Rắn kỵ mùi trà nên không bao giờ tới gần. Nếu như bọn họ có bắt rắn thả vô thì cũng tự bỏ đi. Bà Năm cũng biết rõ như vậy, nhưng vì bà bị liệu nên mới lâm vào cái cảnh đó. Nếu như không có người la lên thì bà cũng không có gặp bất trắc vậy đâu. Trên đồi chỉ có mình ông và bà, không ông la lên thì ai la?
Bạc thấy có vẻ như không có qua được mắt của Lành, nên im lặng một chút. Hắn hấp hấy con mắt còn lại như suy nghĩ lung lắm, rồi mới dịu giọng nói. Phải, tôi la lên đó. Trời ơi, tôi biết lắm mà. Tự nhiên ông hại người ta vậy, bà tốt với mình ông không thấy sao? Tôi bị chột chứ đâu có đuôi đâu mà chẳng thấy. Nhưng mình cũng không có thể ở đây lâu, sớm muộn gì cũng bị người ta phát hiện, cho nên còn ở ngày nào phải tranh thủ kiếm chác ngày đó. Bà Năm bị vậy thì không thể coi sóc đồi trà và cà phê, sẽ cho mình thuê, thuê được vụ nào hay vụ đó, còn phải gom tiền để đi đến chỗ khác nữa chứ. Ông tính vậy mà nghe được sao? Bây giờ bà và bà Tám đều tin tưởng mình. Mình ở đây phụ hai bà, họ cũng không có để mình bị thiệt. Yên ổn cho con cái học hành. Tôi chỉ muốn sống cảnh bình yên, không có bon chen chạy đua với ai hết á. Người ta làm ơn với mình, tốt với mình, vậy mà ông nỡ nào hại chết một bà như vậy chứ? Nhiều lời quá. Tôi làm gì cũng có chủ kiến của tôi. Bà im coi như là không có biết cái gì là được. Đừng có lải nhải rồi ra bộ lo lắng làm hại tôi đó. Mọi chuyện tôi đã tính toán đâu ra đó rồi. Bà Năm thì hời hợt, nhưng bà Tám lại sâu sắc. Ông không có qua mặt được bà đâu. Cũng dễ thôi. Bà mà có ý nghi ngờ là tôi luộc bà luôn cho bà theo bạn già hữu hỷ. Dễ luộc bà lắm hả? Bà bản lĩnh vàng trời. Ở đây ai cũng ngán bà hết đó. Mình có bà che chắn cũng không phải lo người ta phát hiện. Nhưng không biết khi bà rõ cái vụ này thì giữa má mình với bà Năm bên nào nặng hơn. Làm sao mà rõ được? Bà phải bớt cái miệng lại giùm coi. Còn mọi chuyện để tôi lo. Thì tôi nói vậy đó. Nhưng ông cũng quá đáng lắm mà nghe. Làm vợ ông hồi hộp từng ngày từng bữa đó. Miễn tôi thương bà, thương con là được rồi. Còn tôi đối phó với ai bà đừng có xen vô. Họ nói xong vui vẻ vào phòng ngủ. Bà Tám đứng chết lặng ngoài cửa, nghe không sót một câu nào. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Tán Tận Lương Tâm, tác giả nhà văn Lê Nguyệt. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại trong tập 3.